Hoàng nhạn tháng 8 này. À, cây này năm ngoái nó lở đúng rầm đấy các bạn, đây vẫn không vòi. Và hôm nay thì là mùng 10, tức là lở sớm hơn 5 ngày nhưng mà vòi này thì vẫn chưa nở này. Và năm nay thì tuyệt vời, nó được 3 vòi thôi nhưng mà lại đúng bão. Đây các bạn, vòi dài nhất thì lại bị hỏng. Đây còn được mấy mũ. Tuyệt vời, vòi dài nhất thì lại bị hỏng. Hoàng nhạn tháng 8 thì đỉnh cao, thơm. Nhưng năm nay thời tiết nó khổ quá, oi bức rồi là mưa bão, hỏng mất được 17 chậu có hoa các bạn nhé, mà hỏng mất tới chỉ còn được có 5 chậu hỏng hoa.